Ly sử dụng trong pha chế barista. Ly old fashion. Ly rock. Ly short lát. Ly Irish coffee. Ly highball. Ly calling. Ly soda Ý. Ly Foco. Ly Viva Water. Tách uống cà phê. Ly Cosmopolitan. Ly Viva. Ly Rock. Ly Old Fashion. Thì hai ly này thì các bạn thường thấy khi chúng ta vô một quán cà phê thì trước tiên họ thường đem những ly trà đá ra. Đây là hai ly này thường để dành uống trà đá trong barista. Ly Short. Thì ly này để uống trực tiếp, dành để uống set. Ly Colin thì ở trong barista, cái ly Colin này thường là để dành những uống như là cà phê đá nè, sốc gin nè, những nước trái cây đúng hợp nè. Ly Tonlat thì đây là một loại ly Tonlat, nó cao hơn cái ly Colin và nó bự hơn một chút, thì nó cũng dùng để uống cà phê đá, cà phê sữa đá và nước trái cây, nó đóng hộp. Ly Irish Coffee thì dùng để uống những cái món latte, espresso, cà phê máy. Soda Ý. Ly soda Ý này để dùng uống những loại soda kết hợp với siro. Thì ly này rất là bự, thì lúc nó sẽ tạo được nhiều tầng, thì nhìn rất là đẹp. Ly Foco. Ly Foco thì thường trong những quán cà phê dùng để uống sinh tố hoặc nước ép trái cây. Ly Tea Porter. Thì ly này rất là cao, dùng để uống những loại nước ép để trang trí rất là đẹp, nước ép trái cây. Ly Viva Factor thì ly này dùng để uống những loại nước ép trái cây và những loại ít nước ép trái cây ít mà thôi. Ly Cosmopolitan thì ở trong 13 ly này thường để sử dụng uống cocktail hoặc dùng để là 2-3 viên kem. Đây là tách cà phê dùng để cho thức uống nóng như ca cao nóng, cà phê nóng, pha chế cappuccino, latte. Xin hẹn gặp các bạn vào bài tiếp theo.